Kính chào quý khán giả đang trở lại chuyên đề hội nhập kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong các chương trình hoạt động trọng điểm về xúc tiến đầu tư và kết nối giao thương, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình Caravan từ thiện và kết nối đầu tư vào 4 tỉnh, đó là Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận và Bà Rịa Vũng Tàu. Đây cũng là bước khởi đầu để mở rộng hoạt động này ra các tỉnh thành khác. Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam được thành lập với mục tiêu trở thành một tổ chức uy tín, chuyên nghiệp, tiên phong kiến tạo hệ sinh thái bất động sản và liên kết đầu tư, tạo giá trị thiết thực, ổn định và đem đến một thị trường bất động sản lành mạnh, minh bạch. Dù mới thành lập chưa tròn 2 năm, nhưng Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam có thế mạnh là ban chấp hành với 24 ủy viên, trong đó nhiều ủy viên hiện đang giữ vai trò chủ tịch hội doanh nhân trẻ của một số tỉnh thành. Đây sẽ là nền tảng phát triển hội viên và cầu nối liên kết các doanh nghiệp bất động sản trên cả nước. Hiện nay thì câu lạc bộ chúng tôi đã tăng lên 216 hội viên. Thì trong vòng 2 năm qua thì trung bình mỗi một tháng là 5 đến 10 hội viên. Thời gian đầu tiên thì câu lạc bộ số hội viên sáng lập là 68 người, đến nay là 216. Thì hội viên chúng tôi đó là làm bất động sản hoặc là những ngành nghề liên quan bất động sản. Đồng tổ chức chương trình, Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh hiện có gần 200 hội viên tham gia hoạt động là những người chủ, người điều hành doanh nghiệp. Câu lạc bộ tự hào là nơi các doanh nghiệp lớn và đầu ngành trong lĩnh vực bất động sản và các ngành liên quan bất động sản. Trong quá trình hình thành và phát triển, câu lạc bộ đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, hiệu quả, mang lại lợi ích thiết thực cho hội viên. Đặc biệt trong một năm đầu hoạt động, Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh đã kết nối thành công các dự án hội viên và đối tác trị giá hơn 3.000 tỷ đồng. Trong năm 2020, dự kiến kết nối thành công 10.000 tỷ đồng. Câu lạc bộ đã và đang triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội, từ thiện như xây dựng, sửa chữa 17 cây cầu cho Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trị giá hơn 7 tỷ đồng, trao tặng máy lọc nước và công trình thư viện đến các khu vực khó khăn trên cả nước. Tiếp nối thành công của chương trình Caravan kết nối đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh, Long An, Tiền Giang và Đồng Tháp, tháng 12 năm 2019, cùng với mong muốn tiếp tục mở rộng mối quan hệ giao lưu và tìm hiểu cơ hội hợp tác đầu tư với các tỉnh thành trên cả nước, Câu lạc bộ Bất động sản Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đồng phối hợp tổ chức chương trình Caravan kết nối đầu tư với Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Bà Rịa Vũng Tàu. Tiêu chính là chúng tôi đoàn kết với nhau để mà cùng liên minh tạo ra giá trị thiết thực bằng các cái góp vốn hoặc đầu tư hoặc là mua bán hàng của nhau, mua bán bất động sản với nhau, mua bán sắt thép với nhau, mua bán vật tư, thiết bị xây dựng vân vân của nhau để mà làm sao mà hội viên có lợi thiết thực. Còn nếu mà giá cả chưa phù hợp thì phải thẳng thắn góp ý lẫn nhau để làm sao cái việc mua hàng của nhau nó được tiến hành thực tế. Đồng Nai là một trong 4 tỉnh đã và đang có tiềm năng rất lớn về lĩnh vực bất động sản, công nghiệp, kho vận, cảng biển, du lịch nghỉ dưỡng, năng lượng, đô thị với hàng trăm dự án đang được kêu gọi đầu tư. Thành viên đoàn Caravan mong có cơ hội tìm hiểu, tham quan và làm việc trực tiếp với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh và các sở ban ngành để cùng tiếp cận chính sách ưu đãi đầu tư trong thời gian tới. Thưa quý vị, thị trường bất động sản trên địa bàn Đồng Nai nhìn chung vẫn giữ được sự phát triển ổn định, không xuất hiện hiện tượng bong bóng bất động sản và vẫn còn trong chu kỳ phục hồi tăng trưởng. Tuy nhiên đã có dấu hiệu sụt giảm về nguồn cung dự án, nguồn cung sản phẩm nhà ở và số lượng giao dịch so với năm 2019. Chính vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thực hiện các bước liên quan để tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố danh mục các dự án sử dụng đất làm cơ sở thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư theo quy định. Thực hiện chương trình kết nối đầu tư bất động sản tại Đồng Nai lần này, Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh được lãnh đạo các sở ngành khái quát về lĩnh vực đầu tư bất động sản và các chính sách, dự án kêu gọi đầu tư của tỉnh. Đến nay trên địa bàn tỉnh có 248 dự án nhà ở thương mại quy mô 9.832 hectare, khoảng 350.000 căn hộ, diện tích sàn 70 triệu mét vuông sàn. Đồng Nai chưa có các loại hình bất động sản dạng căn hộ du lịch, biệt thự du lịch, văn phòng kết hợp lưu trú ngắn hạn. Với dự án bất động sản khu công nghiệp, Đồng Nai có tổng cộng 32 khu công nghiệp với diện tích đất 10.222 hectare. Trong đó có 31 khu công nghiệp đã vận hành với diện tích đất 9.822 hectare, tỷ lệ lấp đầy 84,7%, còn một khu công nghiệp đang xây dựng cơ bản với diện tích đất 410 hectare. Các nhà đầu tư cũng muốn
đầu tư đô thị, đầu tư công nghiệp ở những cái vị trí mà thuận lợi nhất. Thì cũng trao đổi với doanh nghiệp về cái vị trí và tiềm năng để đầu tư. Thông qua chương trình kết nối đầu tư bất động sản, Câu lạc bộ Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn thực hiện chương trình ký kết hợp tác với các sở ngành của Đồng Nai, các hội và câu lạc bộ doanh nhân của tỉnh Đồng Nai với các nội dung nhất trí hợp tác, thúc đẩy quan hệ, thiết lập kênh chia sẻ và cập nhật trang thông tin, trao đổi với nhau về các lĩnh vực kêu gọi đầu tư, xây dựng cơ bản, dự án khu đô thị, khu dân cư, khu nhà ở, dự án bất động sản nghỉ dưỡng. Với cái lĩnh vực bất động sản á, thì Đồng Nai á, đang ở một cái vị trí rất là chiến lược, là cái đầu mối giao thông trong khu vực vùng và phạm vi cả nước. Và với cái sự hình thành của sân bay quốc tế Long Thành á, thì nó còn kết nối giữa cái vùng trọng điểm phía Nam với nước ngoài. Như vậy thì đó là những cái lợi thế. Bên cạnh các cái tuyến đường giao thông, bên cạnh cái sân bay quốc tế Long Thành, thì Đồng Nai cũng nằm ở một cái khu vực rất gần với cái khu vực cảng biển. Và trong đó thì cảng Cái Mép là cảng nước sâu. Sau này sẽ đón nhận các cái chuyến tàu lớn từ nước ngoài. Như vậy là với cái địa hình, địa thế như vậy thì cái lĩnh vực bất động sản Đồng Nai trong một cái tương lai gần là cực kỳ phát triển. Kỳ vọng vào Đồng Nai trong giai đoạn 5 tới 10 năm tương lai. Thứ nhất là về cơ sở hạ tầng, Đồng Nai đã cơ bản kết nối được hầu như các tỉnh, đặc biệt Hồ Chí Minh, Bình Dương và sắp tới là các tỉnh miền Tây. Thì Đồng Nai xem như là cái điểm vừa có thể nói là điểm cuối cùng trong mạng kết nối về logistics, khu công nghiệp và sẽ thu hút cái sự di dân cơ học. Thì để tận dụng cái sự di dân cũng như các cái thu hút lượng đầu tư sau khi hiệp định EVFTA với châu Âu và sắp tới các làn sóng di chuyển vốn từ của các doanh nghiệp Nhật, nước ngoài từ Trung Quốc qua Việt Nam thì chúng ta có rất là nhiều lợi thế. Thứ nhất là quỹ đất còn rộng, hạ tầng cơ sở mở rộng và rất là tốt hoàn thiện. Chúng ta có sân bay quốc tế Long Thành kết nối một cái vùng phụ cận rất là lớn là kết nối khu vực cảng Cái Mép vùng Mỹ. Và như vậy thì cái chi phí logistics của chúng ta sẽ giảm lên nhiều. Nếu như quy mô dự án nhỏ thì sẽ có nhà đầu tư nhỏ, quy mô dự án lớn thì sẽ có nhà đầu tư lớn. Và tôi hy vọng cái việc mà hợp tác trao đổi thông tin thì nó sẽ làm cho cái cơ hội giữa hai bên nó sẽ thuận lợi hơn. Từ đầu năm 2020 đến nay, thị trường bất động sản tại Đồng Nai không có nhiều biến động, nhu cầu về nhà ở tiếp tục gia tăng, đặc biệt đối với phân khúc nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá thấp. Trong bối cảnh những tác động từ đại dịch COVID-19 lên thị trường bất động sản, thì nhu cầu bất động sản là nhà ở vẫn thiết yếu. Theo đó, nhiều chủ đầu tư dự án bất động sản và cả những công ty môi giới buộc phải tạm hoãn lại các hoạt động mở bán dự án vì tâm lý tránh tụ tập đông người, hạn chế các sự kiện để phòng tránh dịch bệnh COVID-19. Kỳ vọng đối với Đồng Nai là thứ nhất là chúng tôi có thể đầu tư vào các dự án của tỉnh. Cái thứ hai là đầu tư vào các dự án của doanh nghiệp của tỉnh Đồng Nai, nghĩa là doanh nghiệp đã có các dự án rồi. Thì cái thứ hai là chúng tôi hợp tác đầu tư cùng với lại doanh nghiệp của tỉnh. Cái thứ ba là tạo một cái sự kết nối thân hữu để sau này các cái việc đầu tư đó nó có tạo được cái sự thuận lợi từ cái hỗ trợ về thủ tục hành chính pháp lý của lãnh đạo tỉnh là cái thứ ba. Cái thứ tư là chúng tôi cũng muốn chung tay đóng góp cho Đồng Nai những cây cầu an sinh. Cũng trong năm 2020, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã chấp thuận đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất đối với một số khu đất với mục đích đấu giá đất thương mại dịch vụ và đất ở. Đối với các dự án thực hiện đấu thầu, đấu giá theo quy định, trong quá trình thực hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ có thông tin công bố trên các phương tiện truyền thông để các đơn vị nghiên cứu tham gia đấu thầu, đấu giá theo quy định. Chương trình Hội nhập Kinh tế của Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai xin được phép khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.